tất cả các bạn đến với channel YouTube và tôi hỏi bức tranh này một mình. Hãy cùng mình tôi hỏi xuống một bức tranh về gia đình nhà thỏ nhé. Tôi có một thỏ mẹ và 3 chú thỏ con này. Và chú thỏ mẹ thì mình sẽ sử dụng màu nâu để tô màu nhé.
tranh về gia đình nhỏ này đã được mình hoàn thành rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video. Tôi vào cho bức tranh này của mình. Hãy đăng like.